Cô xin chào tất cả các con. Hôm nay cô cháu mình sẽ cùng nhau tham gia một dự án, đó là làm pháo hoa giấy. Trước khi vào dự án, cô và chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu về pháo hoa nhé. Có bao giờ các em tự hỏi tại sao pháo hoa thường được bắn lên vào thời khắc giao thừa? Ánh sáng và tiếng ồn của pháo hoa được xem như là vũ khí lợi hại để xua đuổi tà ác và điềm xấu. Chính vì thế, vào thời khắc giao thừa, pháo hoa được bắn lên trời như một hình thức chào tạm biệt năm cũ và xua đuổi những điều không may mắn để chào đón một năm mới tốt đẹp. Tuy nhiên, vì lý do an toàn mà ngày nay, các loại pháo hoa đã không được phép sử dụng rộng rãi. Thử thách STEM tại nhà tuần này sẽ hướng dẫn em làm một loại pháo hoa rất đơn giản và an toàn. Các nguyên vật liệu sau đây để cùng thực hiện nhé. Lõi giấy vệ sinh, bóng bay, băng dính hoặc keo dán, giấy màu, kéo. Bước 1. Buộc một nút thắt cho quả bóng bay, sau đó lấy kéo cắt phần đầu còn lại. Bước 2. Lồng quả bóng bay vào lõi giấy, căn chỉnh phù hợp bằng cách kéo thả thử phần đuôi bóng. Sau đó, dùng băng dính dán cố định bóng bay vào lõi giấy. Bước 3. Trang trí. Sử dụng giấy màu hoặc bút màu để trang trí cho phần pháo hoa giấy của em thêm đẹp và phù hợp với chủ đề năm mới. Như vậy là em đã hoàn thành phần thân pháo rồi đấy. Bước 4. Chuẩn bị pháo. Phần pháo này của em có thể được chuẩn bị bằng cách cắt nhỏ các mảnh giấy hoặc báo nhiều màu sắc, hoặc em cũng có thể thu nhặt những cánh hoa đào đã rụng trong dịp Tết để có thể làm phần pháo này cho mình. Sau khi đã chuẩn bị xong, em hãy cẩn thận đặt phần pháo này bên trong phần thân pháo giấy mà em đã thực hiện. Và hãy cùng thử nghiệm nào! Để bắn được pháo hoa giấy, em hãy dùng tay cầm phần đuôi để kéo và thả. Bóng bay được làm từ cao su có tính đàn hồi. Khi em kéo quả bóng bay và thả ra, bóng bay sẽ ngay lập tức co lại về trạng thái ban đầu. Trong quá trình co lại, bóng bay sẽ tạo ra một lực đẩy tác động vào không khí ở bên trong ống pháo, khiến cho những hạt pháo giấy ở bên trong được bắn ra ngoài. Khi thời khắc giao thừa đến, em hãy đếm ngược cùng những người thân trong gia đình của mình. 5, 4, 3, 2, 1. Và cùng bắn pháo hoa giấy để chúc mừng năm mới. Em cũng có thể sử dụng pháo hoa giấy cho những sự kiện khác như trong ngày sinh nhật, ngày của mẹ để chung vui cùng với những người thân trong gia đình của mình. Nhưng em cũng đừng quên giúp bố mẹ dọn dẹp ngay sau khi bữa tiệc kết thúc nhé. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chúc các con có những trải nghiệm thật thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các con vào bài học ngày hôm sau.